Thưa giáo sư Nguyễn Phúc Phát, chúng ta trở lại một chút xíu về, tôi muốn hỏi chút xíu về vấn đề cái lớp thanh nhạc đó. Khi mà thầy nhấn mạnh về vấn đề hát sao cho đúng, thì thầy có thể khai triển cái đó chút xíu Dạ thêm vâng. nữa. Tôi quan điểm rằng là trước khi chúng ta làm cái gì hay, chúng ta phải làm cho đúng. Trong cái đúng của cái lớp luyện giọng này đó, thứ nhất là phải hát đúng lời ca, nhất là cách phát âm. Thứ hai là làm sao phải đúng cái giai điệu của bài hát, tức là cái phần nhạc điệu. Cái thứ ba là phải đúng nhịp, mà cái đó là cái khó nhất. Vì vậy cho nên người học sẽ được hướng dẫn khá kỹ về về phần lý thuyết âm nhạc để làm sao để có thể hát được đúng nhịp. Và sau khi mà chúng ta hát được đúng ba cái đó rồi thì lúc bây giờ mới tiến lên cái chuyện làm sao hát cho hay nhỉ. Tôi vẫn thấy là cái bài hát mà khi mà mình học hát á, cái mà để mình vô một cái bản nhạc được đánh đàn dạo vô sao cho nó đúng cái chỗ đó là một cái điều rất là khó khăn. Vô cùng khó Và khăn đối với những người mà chưa học. và rồi khi mà mình hát mà mình đã vô đúng cái bắt đầu rồi những cái nhịp của bài hát tiếp tục thì cái đó cũng đã là một cái công trình khá lớn rồi. Bây giờ mình nói tới vấn đề hay thì theo giáo sư Nguyễn Phúc Phát thì thế nào gọi là hay? Hay có nghĩa là làm sao mình truyền được cái ý nghĩa của bài hát đó qua cái giọng hát của mình và tâm tình của cái bài hát đó, của cái ca khúc nó, qua cái cách diễn xuất của mình. Thành ra hát hay theo tôi là phải hay từ giọng hát, tức là cái đủ cái khả năng mà dùng cái giọng hát của mình để diễn tả theo cái tiết tấu của tác giả muốn viết, hoặc là tự cái người học hoặc là cái người hướng dẫn mình chỉ cho mình thấy được. Và kế tới nữa là mình làm sao mình biết cái khả năng diễn xuất trên sân khấu hoặc là ở một cái mục hoặc là trước mặt mọi người, mình phải biết cái cách diễn xuất nữa thì cái đó nó mới có cái khả năng truyền cảm. Cái giọng hát và những cái động tác của mình sẽ giúp cho mình hát hay. Dạ vâng. Như vậy thì cái lớp học về thanh nhạc ở Thư viện Văn hóa Toàn cầu do giáo sư Nguyễn Phúc Phát hướng dẫn không chỉ hướng dẫn cho quý vị về vấn đề làm sao để biết hát mà còn làm sao để biết trình diễn nữa. Tập vậy đó. Như vậy thì không có lý do gì mà không có đến học cái lớp đó nếu mà mình đã có một cái giấc mơ về những cái điều như vậy. Dạ vâng. Và bây giờ mình trở lại cái lớp keyboard. Dạ vâng ạ. Bên cạnh cái lớp thanh nhạc, đó là một cái chương trình về âm nhạc của Thư viện Việt Nam Toàn cầu, chúng tôi còn có lớp keyboard. Và trong tương lai, nếu có thể, chúng tôi sẽ có những cái lớp về những cái nhạc cụ khác như là tây ban cầm chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ thì mình nói chuyện về cái lớp keyboard mà thầy Phát đã hướng dẫn ba khóa rồi. Dạ vâng. Như vậy thì sau cái ba khóa đó đó thì cái thành quả nó như thế nào? Phải nói rằng học đàn cũng là một cái vấn đề, mà nhất là cái phong trào bây giờ có thể nói như vậy là mọi người ưa thích sử dụng keyboard. Nhưng mà chúng ta phải nhìn vào cái keyboard đó, nó là một cái piano. Nó là một cái piano nhưng mà nó đã được điện tử hóa rồi. Thế thì cái keyboard mà chúng ta ưa thích chơi sử dụng nó thì cái kết quả của cái những cái khóa học vừa rồi là tôi thấy chưa đạt được cái yêu cầu mà mong ước của tôi. Tại sao? Là vì thứ nhất người học chưa có để nhiều tâm lực để mà luyện tập, Cần rất là nhiều thời giờ dạ vâng, và phải cái để quyết nhiều tâm thời của gian mình luyện nữa. tập nữa. Cho nên trong cái khóa tới này, trong cái thời gian vừa qua đó, thì tôi chỉ hướng dẫn làm sao để cho những học viên có thể
từ họ họ nhìn được bản nhạc, họ đàn được những nốt nhạc, đàn cho nó đúng những nốt nhạc đó trên tay phải. Và trong cái khoa học kế tới này đó mới bắt đầu sử dụng tay trái và có thể tự đệm đàn cho một người khác trong cái khoa học tới này. Sau cái vấn đề kỹ thuật về cách đàn chúng ta sẽ bàn tới sau. Bây giờ cái câu hỏi của tôi đó là trong cái khóa học tới vào 10 tây tháng giêng của năm 2016, chúng ta cũng kêu gọi một số những cái người mới đến để mà cùng học đàn keyboard. Như vậy thì trong lớp cũng như là lớp thanh nhạc sẽ có người học cũ và người học mới. Như vậy có gây trở ngại gì cho những người học cũ hay không? Ít nhiều phải có trở ngại. Nếu mà nói là không có trở ngại thì không đúng đâu. Nhưng mà trong cái không khí dạy của những cái khóa vừa rồi đó, là tôi đã cùng với các học viên tạo cái lớp học của tôi trở thành một cái gia đình. Cho nên tất cả những anh chị em học cùng với nhau trong lớp đó, họ có cái thân tình và họ là những người giúp nhau để mà học được cái điều mà họ muốn. Bởi vì trên lý thuyết mà nói và trên thực tế cũng vậy, học đàn, nhất là sử dụng piano hay keyboard, là phải học một thầy một trò thì cái kết quả nó sẽ rất cao. Đằng này nếu mà trong cái lớp học nhiều người thì phải chia ra từng nhóm có nhiều cái trình độ khác nhau. Và có những người hiện trong cái thời gian vừa qua, có những học viên đến học với tôi ngay trong cái khóa 1 là những người đã từng sử dụng keyboard cả bao nhiêu lâu lâu trước rồi. Nhưng mà cái sở học của họ rất mỏng. Họ học đàn, họ chơi đàn một cách như thế nào tôi không rõ. Nhưng mà khi mà họ đàn cho tôi nghe và tôi nhìn cái ngón tay của họ thì tôi biết rằng là họ là những người học lõm học lịnh. Đại khái vậy thôi. Thành ra bây giờ riêng cái phần đó mà sửa cho cái ngón tay để mà đàn làm sao cho nó đúng, đàn cho nó đẹp là một vấn đề. Và làm sao nhìn bản nhạc, nhìn nốt nhạc, đàn và đàn cho nó đúng nốt nhạc và đàn đúng nhịp của nốt nhạc lại là một vấn đề. Thành ra tôi vẫn thường nhắc nhở các học viên là nếu muốn đàn cho nó ra hồn ra vía là phải để thời gian tập được. Bởi vì một tuần gặp nhau có một lần, hai tiếng đồng hồ, đừng có mong ước làm được những cái chuyện cao xa mấy điều. Những cái điều mà mình học ở lớp học trong vòng 2 tiếng đồng hồ, mình phải đem về nhà và mỗi ngày mình phải thực tập ít nhất 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày thì mới có thể đạt được. Thực tế mà nói thì mà yêu cầu mọi người mà bỏ ra 2 tiếng thì nó là một cái rất là đẹp. Phải nói rằng tôi chỉ mong là mỗi người để 1 tiếng đồng hồ thôi. Một tiếng một ngày thôi. Làm sao thật là đều đặn, ngày nào cũng để 1 tiếng đồng hồ. Nếu mà không ngồi một lúc liên tục thì ít ra nửa tiếng buổi sáng, nửa tiếng buổi chiều, tối gì đó vân vân. Hay là chia ra làm 3-4 lần gì đó, miễn làm sao có đủ 60 phút tập cho một ngày thì học như vậy. Và với cái cách mà tôi hướng dẫn, tôi tin chắc rằng những người đó họ sẽ làm được những cái điều nhiều hơn họ mong ước. Như vậy đó, là ngoài cái vấn đề mà học để mà biết những cái điều mới thì cái vấn đề kiên tâm của mình và cái vấn đề thực tập và ráng mà kêu là giữ gìn làm sao để cho nó liên tục á, thì cái trí nhớ của mình, tại vì học keyboard cái trí nhớ rất là quan trọng. Thật vậy. Thì như vậy á, thì cái sự thành công nó đến một cách tốt đẹp hơn. Còn học mà không có thực hành thì chắc là sẽ không có đi đến đâu, phải không thầy? Bất kỳ cái gì chứ không cứ gì học đàn, mà nhất là học đàn. Nhất là học đàn. Học hát thì nếu mà trong trường hợp mà mình có một cái giọng hát tốt, trời cho vân vân, thì cái thời gian mà mình tập luyện nó ít hơn. Và nếu mà mình đã thường hát từ trước giờ quen rồi thì mình tập nó ít hơn. Nhưng mà chơi keyboard mà nếu mà chưa biết gì cả, hoặc là bớt bị bà bị bỏ mà vô đó ngồi, mà muốn ngồi trong đó mà đàn được cái gì đó, không có đâu. Tôi thấy rằng hầu hết những người mà họ học keyboard là họ chỉ ngồi bấm máy thôi. Họ sử dụng cái đàn đó như là cái computer. Họ chỉ học cái cách bấm những cái nút rồi lên sập xà sập xình rồi vân vân.
nhưng mà hình như cái keyboard nó đã giúp cho mình cái phần đó rất là nhiều. Rất là nhiều. Yeah. Bảo vệ chính vì cái lý do đó cho nên hầu hết những người mà học và chơi keyboard là chỉ làm các công việc bấm máy. Chứ chưa phải là ngồi đàn. Yeah. Với cái nhìn của tôi là chưa phải là người ngồi sử dụng đàn. Tôi vẫn hy vọng là khi mà đã biết bấm nút như vậy và khi mà bấm nút một cách nhuyễn, yeah, thì trong tương lai mình sẽ đặt cái tâm hồn mình vào và mình sẽ đạt thành. Dạ thưa đúng. Yeah. Đó, chính vì vậy cho nên trong những cái khóa vừa rồi tôi chủ tâm vào cái vấn đề hướng dẫn về lý thuyết âm nhạc. Cái thứ hai là luyện cho cái bàn tay phải nó có những cái tôi gọi là luyện ngón đó. Yeah. Cũng như bên cái lớp học hát thì tôi gọi là luyện giọng. Thì sau khi cái đó mà mình tương đối rồi đó thì mới vào cái chuyện bấm máy. Chứ còn nếu không mà cái nhảy vô mà cái bấm máy liền thì nó có thể thỏa mãn cái nhu cầu của người học trước mắt nhưng mà nó sẽ làm cho người đó lười. Và khi cái đó nó cái máy mà nó chạy rồi thì không có việc gì cái tay mặt tôi nhảy vô để làm thêm gì nữa. Cho nên tôi có những người học viên học riêng với tôi khi nói tới cái chuyện mà dạy cho họ cái kỹ thuật sử dụng cái bàn tay phải để họ đàn làm sao cho tiếng đàn của họ réo rắt hơn, phong phú hơn, tiếng đàn nó tạo ra được một cái điều kiện để giúp cho cái người hát là dựa vào tiếng đàn của mình để hát hay hơn, thì rõ ràng cái người nhạc sĩ là không làm được là vì họ không học đúng cách. Thế thôi. Dạ. Tôi lúc đầu thì giáo sư nói là học keyboard, sử dụng keyboard cũng giống như là sử dụng một cái piano, mà các cháu trong nhà tôi đang học piano đó. Yeah. Là từ hồi nó còn bé, vâng, khoảng độ 6-7 tuổi. Yeah. Cho tới khi nó 18 tuổi mới lại kêu là xong. Yeah. Mà mỗi tuần đều phải học và phải thực hành đều đặn. Mà bây giờ mình cái những cái khóa của mình nó rất là ngắn gọn mà mình cũng hướng dẫn cho người ta đàn được là cũng là khá lắm rồi. Thì mình chỉ mong như vậy. Yeah. Nhưng mà nó có cái đỡ là như vậy, với cái keyboard thì nó giải quyết cho mình khá nhiều. Mà nếu mà nói thật thực tế mà nói là sử dụng cái tay trái của mình để mà đàn trên cái đàn piano là cả một cái công trình dài lắm. Yeah. Nên là gian khó lắm chứ không phải được. Yeah. Như vậy thì quý vị cũng vừa nghe chúng tôi nói chuyện với giáo sư Nguyễn Phú Phát về cái lớp keyboard. Cái lớp này nó rất là đặc biệt là tại vì nó đưa lại cho quý vị một cái nghề riêng, một cái hobby mà nhiều người mơ được làm như vậy. Vì khi mà mình sử dụng một cái nhạc cụ để đánh lên những cái bài nhạc mình yêu thích, cũng như là đánh lên cái bài nhạc mà người khác hát với mình, thì đó là một cái giấc mơ của rất là nhiều người chúng ta. Do đó cái lớp keyboard của Thư viện Việt Nam Toàn Cầu dưới sự hướng dẫn của giáo sư Nghiêm Phú Phát cũng là một cái giấc mơ của Thư viện muốn phát triển cái nền văn hóa Việt của chúng ta. Đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng chương trình và sẽ gặp gỡ lại quý vị khán thính giả trong những chương trình mới.